Xin chào tất cả các bạn. Thì bây giờ trên đường đi thì Bảo có giới thiệu với Ngọc là với mọi người là có ở trên quốc lộ 1K này có một cái quán ở sau lưng mình nè, bún bò Giáo Toàn. Thì một cái quán rất là ngon, chuyên người bán một bún bò lẩu bò. Đó thì đi giới thiệu cho Ngọc cũng như là ba mẹ cũng như mọi người ăn cái quán này. Mình thì thường xuyên ăn cái quán này, rất ngon các bạn ơi, thật sự rất ngon. Đây là quốc lộ 1K đường về Biên Hòa nha các bạn. Đó thì bây giờ mời các bạn cùng theo chân Bảo đi vô trong quán coi cái khuôn viên quán, rồi quán bán như thế nào mà đồ ăn ngon như thế nào. Thì bây giờ mời các bạn cùng Bảo đi vô trong nha. Đây nè các bạn cũng thấy là đó, xe hơi đậu rất là nhiều. Giờ này là 3 giờ chiều rồi nè các bạn. Đó, khuôn viên quán nè. Đó bạn thấy đông khủng khiếp không? Vàng nấu ăn lò nè, các bạn có thấy lò nấu ở đằng xa nè. Đó nhìn trong camera là cũng 6-7 lò đó chứ bây giờ là đằng kia kìa mày, kia đây. Đó các bạn thấy khuôn viên quán rất là đông, nhiều người, rất là nhiều người ăn lẩu, ăn bún bò, ăn này kia đủ thứ. Ê, hello Ngọc, hello Chi. Hôm nay bây giờ là lần đầu tiên là giới thiệu cho ăn thử cái bún bò này nha. Bây giờ đang trên đường đi công việc thì anh Bảo anh nhìn lại đây là cái quán bún bò này rất là ngon. Cái bún bò này là bún bò Giáo Toàn hả? Giáo Toàn. Đó thì vô thì thấy không gian quán rất là rộng, quá trời bàn luôn, thì nghĩ là cái quán này rất là đắt. Thì bây giờ bữa nay vô kêu bún bò Huế với lại lẩu bò ăn thử coi sao nè mọi người. Ok. Đó cô chú thấy không, đây là cây già lá dường nè, nó có đây là mấy cây nhãn nè, đó bây giờ bứt lá hái hoa nè. Yeah, có ghế mà nó không chịu ngồi ghế, mắt mẹ bận không nè. Ở đây có ghế cho em bé đấy, ngồi anh hai này chơi, anh hai ngồi ghế, anh hai ngồi ngoan ghê không Xanh ơi. Mì gió sao? Mì gió sao? Mì gió còn nát. Anh nói cái cây nó quay hay quá. Đây nè các bạn ơi, bây giờ là cái lẩu nó ra rồi nè. Thì đây là rau nè, kèm với cái này nó có kèo nèo nè các bạn. Giá bắp chuối nha, rau đây đặc biệt ăn bắp chuối, lẩu ra bún ở đây là bắp chuối là rất là ngon nha. Thì đó, đây bên kia. Rồi bây giờ mở thử ở trong này coi các bạn coi có cái gì nha. Đây nè. Đó, thịt nè. Đó, đầy đủ luôn. Bánh không? Lá sách, gân, rồi đuôi. Đó, này gân nè. Rồi bây giờ đóng cái nắp lại một cái cho nó sôi lên rồi bắt đầu mình sẽ thưởng thức nha các bạn nha. Bạn ơi, bây giờ Ngọc sẽ múc lẩu bò vô nha. Coi nè, quá trời lịch luôn, này lòng quá. Quá trời thịt luôn. Quá trời lắm. Rau. Ăn thử miếng bò đó, bụng quá trời đó. Mời các bạn nha. Này ăn ngon nhất là nước trước chấm này nè. Chấm cái này. Ngọc đi bỏ hai tay chỗ nhau. Mua bốc ngồi lựa thấy còn gắt nè. Nước súp đậm đà nhé. Cái này là gì bảo? Sách bò. Đúng rồi, đây nè. Ngon hả?
rau với ăn thịt nước chấm hả? Các bên đây nha, bên đây ăn nhiều quá rồi, các bên đây ăn nhiều. Đậm đà, mẫu đậm đà nhưng mà sa tế đâu coi. Để không quên em cho cái này ngon là các bạn biết gì không? Mắm nêm, mắm nêm được ngon rồi. Phải cầm cả cái này nữa là ngon. Em ơi cho anh miếng sa tế, cô chú coi cho em bún nè. Lỗ bò cháu còn. Có không? Có. Dòng miếng ra này. Rồi từ từ nước sao. Bún nước sao. Rau. Vương cho em nha. Nha. Ngon hả? Ngon, ngon. Ok. Nước làm đậm đà chứ. Tao bỏ bỏ là đi ăn đây rồi, ghé vô. Có lẩu canh còn nước bún bò khác này không? Đi vô. Hai đứa này bây giờ nó lỗi loạn rồi. Thôi con làm rồi. Con làm gì này chơi? Phải chưa? Đây nè mẹ, đây nè. Nước thêm thôi. Đây nè, cái này gì vậy? Mẹ sounded like a Ducati. Yeah. mẹ ai ông lại bao quá rối loạn
rối loạn thị trường, rối loạn thị trường này kia. Tuyệt vời, các bạn nên thử một lần nếu có dịp đi ngang đây, từ ngoài cầu vượt Lâm Xuân hướng đi Biên Hòa, cầu Hóa An qua đèn xanh đỏ đầu tiên, cầu vượt đi vào qua đèn xanh đỏ đầu tiên là bên phía bên phải, đi cạnh đèn đèn tới 50m nữa là bên phía phải, nó có để dấu mao ở trước là rất là hai ba xe hơi. Chồng mình nói anh thích là anh thích cái sợi mì này, sợi bún này. Except there's Kai in it. Now my lips are burning. Get on into it. Why? No, no. No, no. Dude, I got a pot. Can you pass me a toothpick, please? Thank you very much, sir. So kind of you. Ngon quá mà quên nấu luôn. Có một mai không đốt chết. Cái nước ngọt ngay à. Người hôm nãy giờ ăn đâu hết bún đâu. Được, chưa ăn, chưa bún. Nãy giờ mới ăn chứ đã, giờ bắt đầu ăn bún à. Nó bên đây nhiều đồ ăn giờ không vậy? Không phải Việt Nam nóng quá, phải cột tóc lên chứ xả tóc chịu không nổi. Đúng rồi, lúc này rồi lên đây là tóc chịu. Nghe lâu bên rồi, không có gì hết mà. Giờ mình chưa lên nha mà. Đây nóng rồi. Mày bạn cho con chay ở đó được hay. Quá hay. Cái cân này á, nấu mềm chút mới được. Mềm rồi đó chứ, gân phải dai dai. Okay,
mọi người ơi, thì cái video clip mà gia đình mình ăn bún bò ở gì đó, bún bò Giáo Toàn, thì tới đây xin kết thúc nha mọi người. Hy vọng là mọi người sẽ thích video clip này và sẽ tiếp tục ủng hộ cho cái kênh YouTube của anh Bảo nha. Chào tạm biệt tất cả mọi người.